lau dọn quét dọn nhà cửa, nấu cơm nấu nước gì đó thì em đều làm được. Mình có lấy vợ thì mình cũng làm như con cái mình. Mình làm cho vợ mà ta hay nói là mọi vợ. Thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm. Cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm. Mời bạn nam. Oh. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời các bạn giới thiệu về mình. Rồi, mời bạn gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thái Thị Na, em 24 tuổi. Em làm nhân viên quản lý đơn hàng tại công ty CT Đồng Nai. Em đang sống ở Thủ Đức. Mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em tên là Trương Song Huy, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại đang sống tại góc thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là giám sát kho của công ty DKH Việt Nam. Giám sát kho hả? Dạ. Bạn quê đâu? Dạ, em quê gốc là ở Quảng Ngãi. Nhưng mà em sinh ra và lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Nam. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là nhiệt tình, sống chân thành, em hướng ngoại. Đặc biệt là em rất là thích đầu tư vào việc chăm sóc con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vậy hả? Muốn có mấy đứa con? Dạ hai đứa là đủ rồi chị. Bạn trai, bạn có thích con nít không? Bạn muốn đẻ mấy đứa con? Bạn có ý tưởng gì để chăm sóc con cái mình chưa? Em thì cũng quan điểm với bạn là em cũng thích hai người cùng người con gái thì càng tốt mà. Dạ. Tại sao thích con gái? Giống anh Nguyễn Linh. Giống anh Nguyễn Linh. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Em là người là vui vẻ hòa đồng. Em không có đụng vào tức đổ tường. Và cái công việc nhà như là lau dọn quét dọn nhà cửa, nấu cơm nấu nước gì đó thì em đều làm được. Giỏi rồi. Dạ tại vì mẹ em đã dạy em từ lúc em còn nhỏ phải tập những công việc đó để mình làm cho nó quen. Mà sau này mình có lấy vợ thì mình cũng làm luôn cho con cái mình. Mình làm cho vợ mà ta hay nói là mọi vợ. Mấy người hay nói tôi vậy lắm, người ta nói trời ơi ông làm mọi cho vợ cứ suốt ngày rửa chén nấu cơm rồi giặt giũ quần áo rồi quét nhà rồi cái nó đâu sao đâu. Vợ mình làm chứ đâu phải làm vợ người khác đâu sợ. Dạ. Anh đừng có lo điều đó có ha. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì em là một người có hơi nóng tính một chút. Và khuyết điểm còn lại của em là đôi khi cũng hay quên. Hay quên. Dạ. Hay quên. Rồi còn Na. Khuyết điểm thì em hay quên. Ủa sao hai người nào cũng hay quên hết trơn vậy? Đừng có nói quen nhau vài bữa nó ủa anh là ai, em là ai vậy ta? Với lại là em là không được quyết đoán cho lắm. Cho nên là em cần tìm một người chín chắn giúp em đưa ra những quyết định đúng đắn. Rồi bên đây chín luôn rồi, bên đây quyết đoán lắm. Rồi tình trường đi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì tại anh đó lăng nhăng quá cho nên là em mới chia tay. Còn mối tình thứ hai thì bởi vì hai đứa cũng không hợp nhau. Mình quen bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 tháng. Em có bao nhiêu mối tình? Dạ thì em trước giờ chỉ trải qua mối tình chính thức là được 3 năm thôi à. Là chia tay rồi. Tại sao 3 năm rồi mà chia tay vậy em? Dạ thì cái lý do thứ nhất lúc đó tụi em còn quá trẻ, chưa có tính chắn để nghĩ tới cái chuyện kết hôn. Cái lý do thứ hai là gia đình bạn gái thì ngay từ đầu đã phản đối là quen nhau vì ở xa quá. Với lại gia đình bạn gái không thích người con trai thành phố. Ủa bạn gái ở đâu? Dạ bạn gái ở An Giang, miền Tây ạ. Kỳ lạ ta, nhiều người thích trai thành phố lắm mà ta. Em Na thích con trai ở đâu? Dạ em ở đâu cũng được. Có bí mật gì không? Dạ có. Rồi tiết lộ luôn đi. Em thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm. Em thấy là trai Việt Nam là toàn thích da trắng thôi. Cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm, mình thì không quan trọng gì vấn đề đó. Em thích da trắng hay da ngâm? Dạ da ngâm giống em. Dạ. Thấy chưa, bên kia là có bí mật vậy. Em bạn có bí mật có gì không? Mật gì không? Dạ không, em không có bí mật gì hết. Bí mật gì được hả? Chắc không? Dạ chắc ạ. Dạ thật xấu của em thì em chỉ qua là ngủ nướng thôi. Ngủ nướng hả? Nướng nhiều không? Nướng cỡ nào? Dạ cũng nửa tiếng, 1 tiếng vậy đó là vậy rồi. Cũng chưa khét đâu. Mà khét lừa lẹt cũng mấy tiếng mới khét ha. Thôi bây giờ tới mẫu người lý tưởng đi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào rồi nè? Dạ em cần tìm một người bạn trai cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ hơn. Dạ mấy 69 chị ơi. Rồi đúng. Được. Về tính tình thì điềm đạm, hài hước một chút, biết san sẻ công việc, chịu khó làm ăn, cơ chí tiến thủ. Còn điểm gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng, cọc tính và không thích bạn trai nhậu nhẹt nhiều quá. Thôi bên kia có nhậu nhẹt không? Nãy giờ chưa hỏi. Không, tứ đầu tường không có rồi. Không lăng nhăng. Dạ, không rồi nhìn bạn là biết rồi. Không, bạn thích người con gái như thế nào? Cái điểm đầu tiên á mà em mong muốn người bạn gái là đeo kính giống em. Đeo kính hả? Bên kia lấy kính đeo vô đi. Dạ em cũng bị cận nhưng mà em không đeo kính. Trời ơi dở. Bữa nay bấm nút xong rồi dẫn nhau đi mua cặp kính nha em. Dạ. Về vấn đề mà ngoại hình á thì em chỉ cần cao khoảng 50 trở lên là được. Mập ốm cao thấp gì đó thì em không quan trọng. Tóc nâu môi trầm được không? Dạ được, tại vì em thì thích người phụ nữ là pha một chút truyền thống với hiện đại một chút. Dạ thấy đạt chuẩn hết trơn hết trọi rồi đó. Em không thích gì người phụ nữ?
Dạ em không thích người phụ nữ là hay càm ràm với lại son phấn lè lẹt quá là được. Thế nào là lè lẹt? Dạ nói chung là khi mà mình đi chơi á, đơn giản thôi, chứ đừng có đánh phấn đánh son nhiều quá. Cỡ này được không? Coi kìa. Đó. Dạ em chào chị. Dạ cũng được chị, tại vì lên chương trình thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi ở ngoài thì em thích sự đơn giản hơn. Ở ngoài chị cũng vậy đó. Vậy là đơn giản lắm rồi mà ta. Đẹp không em? Dạ đẹp, rất đẹp ạ. Son phấn chút xíu là đẹp chứ có gì đâu mà không thích. Dạ. Làm gì ngồi mà quíu tay quíu chân dữ vậy? Dạ đâu có đâu, em ngồi. Dạ cái bụng này hơi bự á nha. Tại vì như vậy là em đã ốm trước hơn rất là nhiều rồi đó chị. Ốm hơn bao nhiêu ký? Bụng bự. Dạ, em là nhiêu ký? Dạ 18 ký, ốm hơn 18 ký. Hả? Chứ hồi đó em nhiêu ký? Dạ hồi xưa thì em nặng đến 98 ký lần. À. Rồi sau đó thì một thời gian cái năm vừa rồi á, em có đi tập thể hình, tập gym để cho cơ thể mình ốp bớt. Thôi bây giờ quay lại vấn đề chị hỏi nè, bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Dạ về cái vấn đề mà thời gian tiến tới hôn nhân á, thì cái chuyện đó đối với em thì nó thoải mái thôi, tại vì mình không có nói trước về cái vấn đề đó, nói trước mất công bước hôm qua. Thì khi nào mà tình yêu của cả hai đã đủ lớn, đã cảm thấy được là mình thấu hiểu nhau, mình cần nhau cho cuộc sống này, thì cái chuyện kết hôn kia là sớm muộn thôi. Hay nhưng mà quá. Mình phải có chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình cứ nói vậy rồi mình không chuẩn bị, tới lúc tình yêu nó chín mùi rồi không có tiền đám cưới. Thì có chứ ạ. Cái đó thì nhà cửa thì em có đầy đủ hết rồi. Nhà cửa có luôn rồi. Dạ. Rồi, nhà của ai? Dạ nhà của ba mẹ em với em. À. Là về làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nó nghe nè. Dạ. Bên này là bạn gái có cái kế hoạch là thích nuôi dạy và kế hoạch con cái rất là ổn định. Em có cái kế hoạch gì để mà phát triển kinh tế, để mà ổn định, để mà lo cho con cái chưa? Vì bạn này rất quan trọng chuyện con cái. Dạ như vậy con cái thì con mình là mình phải nuôi, đó là chuyện đương nhiên. Mà nuôi đương nhiên, nuôi sao mới được chứ. Còn về cái công việc của em thì mình cứ tiếp tục để mình có những cái tiến tới, những cái mà phát triển sự nghiệp, thì cái đó em cũng phải định hướng. Ok. Ý gì Tường nói là sao mà cái kho đó của mình luôn á. Đúng rồi đó. Hôm qua coi đàn gái thế nào mà chỉ qua chỉ hỏi quá trời luôn nha. Phải hỏi chứ. Ô, chào anh gái. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện em cảm nhận sao? Em cảm nhận là anh đó là một người nước da thì hơi ngâm một chút. Hơi không ngâm, con... anh không ngâm. Không ngâm. Anh quá ngâm luôn á. Tính tình thì chắc là cũng bộc trực. Cũng dễ thương lắm á. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Dễ được rồi ha. Dạ. Khỏe rồi đó, anh thấy cũng hợp lý đó. Cặp này ổn rồi, cặp này thích hợp rồi. Rồi. À, hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái em với lại bạn em. Anh thấy anh này sao? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Thì em cũng không có khó tính lắm, nhưng mà em cũng muốn hỏi anh đó là anh có biết nghe được tiếng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì không ạ? Được em. Chị em á thì nhiều lúc cũng hơi trẻ con á anh, thì em không biết là anh có chịu chị đó được không ạ? Tại vì hồi nãy anh có nghe bên bạn gái nói là cần một người hài hước, thì cái vấn đề đó thì anh không có thiếu. Cái chuyện đó thì em cứ yên tâm. Dạ. Ấy vậy chị ơi, em thấy là tới luôn đi chị. Trời ơi, em thì đơn giản, bây giờ dẫn theo là coi họ có hai câu là tới luôn đi chị hả? Được. Tại em thấy anh cũng được cỡ tầm 80-90% rồi. Wow, chị. Là quá xuất sắc quá. Rồi. Tới luôn nha chị nha. Tới luôn. Rồi, bạn trai hôm nay mình đi với ai nè? Dạ nay em có đi với bà ngoại, với mẹ và một số người bạn của mẹ. Chào ngoại. Ngoại trẻ quá nha. Chào chúc Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là bà ngoại của Song Huy. Cháu này thấy cũng dễ thương. Hai đứa cho nhau cơ hội đi rồi có gì tìm hiểu thêm. Trời ơi ngoại. Bà ngoại chắc coi bạn của hẹn hò nhiều lắm. Chừng nào cũng có coi hết. Dạ. Dạ. Cho gặp mẹ đi. Dạ. Mẹ. Chào Quyền Linh, chào Trần Cát Tường, chào quý khán giả. Đây thì mẹ thấy là thấy cháu cũng xinh cũng được thì mẹ thấy mẹ thích á. Chào cô đi em. Dạ con chào ngoại, con chào cô. Thấy chưa, mẹ thích lắm. Nhà trai nhà gái đồng ý hết rồi, ăn thua là hai trẻ thôi. Kéo màn. Mời hai bạn. Dạ cảm ơn. Em tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Để cho em khỏi phải rung và bất ngờ thì anh sẽ mở lời trước cho cuộc trò chuyện của hai đứa mình ha. Dạ. Thì lần đầu tiên thì anh cũng cảm ơn chương trình Bảy Mối Hẹn Hò đã mang đến đây, mang đến một người con gái rất dễ thương mà xinh như em. Dạ em cảm ơn. Tại vì cái tâm lý khi mà hai người mà yêu nhau á thì sẽ có cái tư tưởng là nhớ nhau và mong muốn được gặp nhau nhiều hơn. Em có thích xem phim không? Dạ thích ạ. Thế loại phim em thích là những thể loại nào? Có thể chia sẻ. Thường thì đi xem phim rạp thì em thích xem phim hành động. Hành động giống anh. Cho cặp vé đi coi phim liền luôn đi anh Linh, xong ngồi nói chuyện phim có hệ vậy? Thống cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng chứ toàn phim hay không à. Thì em nghĩ là cái vấn đề kinh tế gia đình thì nó như thế nào nó sẽ tốt hơn. Có thể là chia sẻ cho anh biết là ai là người giữ tiền. Dạ cho em hỏi là anh có biết giữ tiền không?
Nói chung là về vấn đề mà giữ tiền á, mỗi khi anh xài cái gì thì anh rút ra bao vừa đủ xài thôi, anh không dám rút nhiều, tại vì anh sợ là thấy nhiều tiền quá là mình phung phí. Vì nói thẳng là về cái phần giữ tiền anh rất là yếu. Về mà yếu. Yếu là phải rút hết, xài hết mới yếu. Yếu là rút hết chứ. Là giữ tiền hay đó em. Em tính là nếu trường hợp như mình có vợ thì đương nhiên là phải vợ giữ. Về vấn đề giữ tiền, nếu mà anh giữ không được thì để em giữ. Đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu anh giữ được thì em cũng giữ. Anh chỉ cần mỗi một ngày á thì chỉ cần tiền uống cà phê, đi làm đổ xăng này kia thôi. Là... mới yêu thì ông nào cũng nói giữ tiền không quan trọng, em giữ cũng được, anh không cần đâu. Rồi tới chừng năm sau có con nữa, sau thì lúc đó mình ngu quá ta. Bỏ qua chuyện tiền bạc đi, yêu nhau đừng nói chuyện tiền bạc, bây giờ tấn công luôn nè. Hát một bài nào nó tình cảm, tặng bạn gái đi mình nói chuyện tiếp. Dạ, anh sẽ hát tặng em một bài. Thì cái bài này nó hơi cao một chút, thì anh sẽ cố gắng hát để tặng em. Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh. Và nói với chàng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui và dối anh khi em buồn. Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng, để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Ủa tôi có thấy nó cao chỗ nào đâu mà tự nhiên vô nó cao lắm. Trời ơi, là tôi tưởng nó sắp bắt ghế tới nơi. Cảm nhận của bạn với bạn giọng ca của bạn nam như thế nào? Dạ rất là ấm. Em thấy là anh có nhiều điểm rất là tính tình rất là giống em. Về cái cách mà anh chia tiền cũng giống em. Hai ông bà này keo lắm mà. Bạn gái muốn chuyện nào đám cưới? À, dạ theo em thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Thì sau khi chương trình sẽ còn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều cơ hội để hai đứa mình có thể được biết rõ về nhau. Thì cái trong cái thời gian sắp tới đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm mà anh dành cho em là sự chân thành, sự thật lòng, và sẽ mang đến cho em sự yêu thương, sự che chở. À, mọi sự là anh, tất cả là vì em. Trời ơi, anh Quảng Ngãi này, anh ơi, khúc nào mà anh nói hay dữ vậy trời. Câu này học lâu chưa? Dạ em mọi sự lỡ anh chuẩn bị sẵn đầu á. Chuẩn bị sẵn đầu. À, anh không thấy đó, anh ngồi sau lưng đâu thấy này nè, mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. Xong. Đó. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, từ nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trao đổi, để trò chuyện với nhau, cũng đủ để ta cảm nhận được rằng đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Trái tim mình nãy giờ đã rung động gì hay chưa? Và suy nghĩ thật kỹ, bản thân mình phải quyết định cho cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Vậy là đủ yêu thương rồi đó. Hoa bắt đầu chớm nở rồi. Dạ. Ha, cảm xúc đông đầy với hai bạn. Một cô gái rất là dễ thương, một chàng trai cũng thông minh, dứt khoát, quyết đoán, và cũng có một chút lãng mạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn khi mà đến cụm rạp Cinebox 212 Liên Thắng xem phim. Tay nào nắm tay, cảm nắm nhận tay. Đầu tiên sao bạn thấy cảm giác sao? Dạ em hơi run. Hơi run đúng không? Có run là có yêu rồi đó các bạn. Nếu không yêu thì nó khó rung lắm. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su Thiên Nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn phần quà đặc biệt, đó là một phần chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt, đi coi phim nha. Phim hành động, phim ma gì cũng có hết. Đến bây giờ vừa đi vừa hát cái bài nãy nào. Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh.